Hello mọi người, là em Annie đây. Thì lúc nãy thì mình nói về một số dòng Areocarpus ở vườn của em rồi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với mọi người các dòng Areocarpus còn lại ha. Thì lúc nãy thì trời rất là nắng nhưng mà bây giờ thì lại sắp mưa rồi, rất là thời tiết rất là khắc nghiệt. Thì đây, hồi nãy thì mình dừng lại ở Cotrobianus rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi các dòng khác. Thì một dòng mà em dòng Areocarpus mà em thích nhất trong tất cả các dòng đó chính là Physeratus. Physeratus là dòng này. Ở vườn của em thì có tổng cộng là 4 cây, hai cây farm là cây nuôi trồng trong nhà kính của mình á, và hai cây hoang dã. Thì đây là cái cây mà em thích nhất nè, thích nhất. Mặc dù thì nhìn nó không có mướt mát hoặc là cũng không có quá gai gai góc hay cái gì hết, nhưng mà thực sự nhìn nó có một cái vẻ đẹp rất là mộc mạc, nhìn nó có một vẻ đẹp gì đó rất là mộc mạc luôn. Cây này em nuôi hình như cũng được một năm mấy, 2 năm rồi. Rồi, Physeratus đó thì các bạn nhìn á, mọi người nhìn hai cái cây này nè, cùng là Physeratus nhưng mà cái cây này cái độ thuần chủng của nó sẽ cao hơn cây này. Cây này nó vẫn được lai tạo, em không biết là nó có lai tạo với dòng nào. Khi mà ra hoa thì hai cây này lại cho hai cái hoa, màu hoa khác nhau. Màu hoa của cây này là của cây thuần thì màu của nó sẽ tím đậm ha, tím đậm. Và cái màu hoa của cây này á, thì màu của nó sẽ tím nhạt hơn, và cái cánh hoa nó sẽ to hơn, cái bông hoa nó cũng sẽ to hơn. Thì Physeratus ở vườn em thì lại là trong tất cả các cây thì dòng này lại là dòng dễ ra hoa nhất ở vườn của em đó. Thì trước giờ hai mùa hai hai năm thì hai mùa nó đều ra và hoa rất là thơm, và cũng đã đậu trái và cũng đã gieo hạt được rồi. Nhưng mà tại vì em gieo lộn xộn, em không có biết là bây giờ cây con nào là cây của nó nữa. Đây là cây hoang dã nè, Physeratus. Chắc là có lola, chắc là có máu của Lodi hay sao á. Em cũng không, em thấy nó hơi giống giống hơi giống hơi giống Physeratus, nhưng mà cũng có một kiểu của Lodi nữa. Cây này là cây hoang dã, thì ở một cái bài chia sẻ trước em có nói về cây hoang dã và cây trong nhà kính rồi ha. Mọi người có thể tham khảo đọc ở trên group Areocarpus Lover Việt Nam á. Thì nếu mà nói về cây hoang dã ở vườn á, thì khi mà trồng trong nhà kính nó cũng có những cái điều kiện và những cái vấn đề dẫn tới là khó khăn để trồng được cái cây này nó phát tốt. Em có cái cây này nè, nó rất là già rồi, nhưng mà nó đang có vấn đề về rễ, đang có vấn đề về rễ, nó khó ra rễ, nên là em hy vọng là nó có thể phục hồi tốt. Mọi người trồng trong nhà kính thì mọi người nên nên nuôi, khuyên thật tình mọi người là mọi người nên nên trồng những cây Areo trong nhà kính thôi, tại vì cái khí hậu ở Việt Nam của mình không phải là khí hậu phù hợp với dòng xương rồng này, cho nên là nếu như mà trồng những cây hoang dã thì nó cũng là một thử thách rất là khó khăn ha. Đặc biệt là khí hậu ở Sài Gòn, đặc biệt là khí hậu ở Sài Gòn. Rồi, đó là dòng Physeratus. Một dòng xương rồng tiếp theo là Areocarpus lodii. Lodii thì cái dòng của nó, cái lá của nó sẽ mập 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 á, tròn tròn, hơi tròn tròn mập mập á, cái mặt lá nó hơi nhăn một chút. Ở lodii thì nó có hai loại, đó là một loại là Lodi phân gốc phân chuẩn thuần luôn, còn một loại thì nó bên Thái người ta gọi là Lodi latus. Latus thì hình như không biết nó lai với dòng nào, fit hay là gốt hay sao á, mà cái mặt lá của nó sẽ nhăn nhiều hơn. Em thấy bên Thái nó cũng có bán. Lodi thì cái lá của nó không biết là đặc trưng của nó hay là sao, nhưng mà cái lá của nó hay bị tróc với vẫy lắm, tróc cái da như vậy nè. Mọi người đừng có thấy vậy và lột nó ra nha, cứ để nó bình thường thôi. Cây nó lớn thì nó sẽ cứ thay da, lột da như vậy đó. Rồi, đây là bốn cây
trigonus ha, Areocarpus trigonus ở vườn của em. Thì cây này á không phải là trigonus thuần đâu, tại vì cái form lá của trigonus thuần á nó không có chĩa nhọn và thẳng ra như này, mà thường nó sẽ cong lên, và cái ở phía dưới lá nó sẽ tạo thành một cái góc chữ tam giác á, và nó bo lại và nó cong lên, nó hơi cong lên giống như vậy nè, hoặc là như vậy nè. Cây này theo em á, thì cây này là cây có cái form chuẩn nhất của trigonus ở vườn của em á. Sau này nó lớn hơn á, thì cái form lá của nó sẽ hơi cong lên, và cái lá của nó không có mập, nó không có đầy đặn giống như vậy đâu, mà nó sẽ hơi ốm, nó sẽ ốm giống như vậy nè, và nó cong lên. Nhưng mà cây này cũng chưa phải là cây mà em thấy có cái form trigonus đẹp nhất. Cây hồi trước đây em thấy đẹp nhất á là cây ở vườn của anh Quân á. Em thấy cái cây đó mà chắc bán lâu cho bạn nào rồi à, nhìn nó rất là ngầu. Phải thật sự phải nói là trigonus là cái cây dòng xương rồng Ario, nhìn nó rất là ngầu và có một cái chất rất là riêng ha. À, đây là cây trigonus lem variegated ha. À, nó mình mua ở bên Thái á, mua cũng hồi cũng còn nhỏ, mà bây giờ hôm bữa là trời gió quá làm rớt gãy lá trơn tội quá, mà bây giờ nó đang phát đó, nó đang phát khỏe đó. Nhưng mà mấy cái lá trong này nè, mấy cái lá trong này không, khi mà ra mới thì chưa có thấy nó trổ lem, không biết là sau này nó có trổ không, tại vì em mua từ cái vườn này nó cũng vườn lớn á. À, hy vọng là sau này nó có thể ra được, khi mà nó lớn to cỡ tầm này hoặc tầm này, rồi đợi mà nó lớn lên được như thế này thôi luôn á, chắc là em sẽ đem nó đi thi khắp các hội chợ luôn á. À, trigonus cũng là một dòng dễ trồng, dễ ra hoa. Ở vườn em thì hồi đợt chắc có lẽ là em nghĩ thời tiết ở Sài Gòn không hợp, tại vì nóng quá. Mùa hoa của Ario thì nó thích mùa lạnh, thì cái cây này hồi đợt á, lúc em vào mùa tháng 10 hay tháng 11 á, là nụ của nó nhiều lắm, nụ của nó xung quanh đây nè. Một lần cây này mà ở em thấy hình nó bên mấy nước khác á, người nó nở hoa là nó nở đều hết luôn, rất là đẹp. Nhưng mà tiếc là vườn của em nó không nở nổi nữa, không biết là nó bị thiếu dinh dưỡng hay sao. Tại vì cây thì vẫn phát, cây mẹ cây thì phát lớn tốt khỏe, chứ không có phải là suy dinh dưỡng gì hết. Nhưng mà không biết là vì khí hậu nhiệt độ hay sao mà nó không ra hoa được. Em thay đất rồi, em hy vọng là nó sẽ có dinh dưỡng, xem thử tháng năm nay thì nó có ra nổi hoa không ha. À, một dòng nữa mà em nghĩ là nó có cái độ hot ha, hot và cũng hơi hiếm có form đẹp, đó là Scaphirotrus, hoặc người ta cũng có gọi là Scaphirotrus. Dòng này á, thì em mua cây này cũng bên Thái, thấy có bán cũng nhiều, gần đây thấy bán cây nhỏ nhỏ như vậy cũng nhiều, còn cây to thì hiếm lắm, ít. Mà cây này nó Ario thì người ta cũng chơi theo kiểu là form dáng và độ thuần chủng và cây đẹp, thì những cái cây đẹp thì giá rất là cao, giá rất là cao. Cây này á, em thấy nó chậm lớn quá, không biết là do em trồng nó chưa tốt hay là sao, nhưng mà cây này ở vườn em thì em thấy nó vẫn chậm lớn. Thì cũng chỉ có một cây một này thôi, em mua ở chỗ đó cũng chỉ có một cây một. Cái lá nó cũng đang bị, mấy cái lá này nó cũng đang bị, chắc là một thời gian nữa là em sẽ thay rễ cây này, thay chậu cho cây này, xem thử coi thử cái rễ của nó phát như thế nào. Chắc rễ hơi bị yếu hay sao, cây nó phát chưa có khỏe. À, rồi mình đi tiếp một dòng nữa ha. Dòng này là dòng mới, em mới mua được thôi, đó là Agavoides, Ario Agavoides. Thì cây này có được 5 cây. Size này là đã là size ra hoa rồi, cây này thì cũng mua bên, cây này thì là của mua một bạn, bạn nói là hàng Áo, còn cây 4 cây này thì là hàng của Thái. Thì Agavoides đó, đặc, nếu mà gọi là cây xương rồng nào mà có cái điểm khác biệt, Ario nào mà có cái điểm khác biệt so với những cây Ario khác á, thì chắc là dòng này quá. Tại vì cái cây này cái lá nó nhìn nó giống cây cỏ quá, chứ không có giống cái xương rồng nữa. Cái lá của nó nếu mà trồng nắng quá thì nó dễ bị cháy lắm.
cây này nếu mà nhìn dễ trồng nhưng mà để mà nuôi cho đẹp á thì cũng hơi khó, tại vì không thể nào, nó yêu cầu cái độ nắng của nó cũng khác nhau, khác so với những cây Aerio khác. Chắc là sẽ có một cái video em sẽ nói về vấn đề ánh sáng, mức độ ánh sáng, mức độ yêu cầu ánh sáng của từng loại Aerio ha. Mặc dù là mình trồng chung trong một nhà kính nhưng mà thực chất á, là mỗi dòng Aerio nó sẽ có một cái mức yêu thích ánh sáng riêng khác biệt nhau. Agavoy này hoa nó cũng đẹp, hoa màu tím, em cũng mới có cho nên chưa có, năm nay không biết nó có ra được hoa hay không. Dòng nữa là cây này thì chắc là nó lai chứ không phải là dòng thuần đâu. Cây này thì ở bên Thái người ta có cái dòng Brevi Brevi, em quên tên mất rồi, nhưng mà cái lá nó mập 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 tròn tròn dễ thương lắm. Thì em thấy cây này cái mặt lá nó hơi nhăn, không biết có. Trời, ở đây người ta xây nhà nó ồn quá. Cây này thì lá nó rất là tròn, rất là cứng, rất là tròn, rất là mập mạp, rất là dễ thương luôn. Chủ của nó thì ốm tèo à, mà nó thì ha, mấp máp lắm. Lá này là do hồi đợt ship á, về bị rách đó, chứ không phải là nó mập quá nên nứt đâu. Em sẽ chia sẻ ở một video khác. À quên, còn còn một cây này, một dòng này. Dòng này là Hintonii, hoặc là chắc là Hintonii hoặc là Bravoanus gì á, hai dòng này nó hơi hơi nhìn giống 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 nhau một chút. Thì cây này thì em thấy nó gọi là chậm lớn, cây khỏe nhưng mà size nó chỉ có nhiêu đây, lâu lớn quá. Hintonii thì em có cây này thì nó lai lai giữa Godzilla và Hintonii. Cây này họ được kẹt biên 7 tháng trời luôn, là tưởng chết queo rồi, bây giờ hồi phục lại lớn cũng nhanh lắm. Cây này với cây này là kẹt biên 7 tháng, nhìn nó biến dạng luôn á. Cây này màu sắp màu vàng, từ màu xanh sắp thành màu vàng luôn rồi. Thì cây này á, bây giờ nó đang phát khỏe. Cây này là lai giữa Godzilla và Hintonii. Thì lá của nó sẽ có cái vân nhiều của vân sần sùi của Godzilla và cái màu xanh đậm, xanh thẳm. Còn của Hinto thì đặc trưng nó sẽ có hai cái đường viền ở hai bên này nè, chạy hai đường viền ở hai bên nè, hai đường viền ở hai bên như thế này nè. Nó lớn như cái kiểu cái của cái cây này á, khi mà nó lớn nó sẽ xếp cái lá của nó rất là đẹp, xếp cái lá của nó sẽ xếp rất là đẹp. Em cũng đã sơ lược hết mấy cái dòng Ario ở vườn của em rồi. Cũng mong là có thể bổ sung thêm những dòng, những cây khác nữa. Thật sự thì các bạn đam mê Ario á, thì mình cố gắng để sưu tầm và mình mua những cây nhỏ nhỏ chơi trước, xong rồi quen cái tay của mình trồng quen rồi á, với lại điều kiện khí hậu mình coi cái vườn của mình phù hợp như thế nào á, thì sau đó cây phát tốt á, thì mình có thể mình mua những cái cây lớn hơn hoặc là những nhiều hơn nữa. Hy vọng là các bạn có thể lan tỏa cái đam mê về dòng Aerio này ha ở Việt Nam. Ở một em sẽ cố gắng chia sẻ ở một cái video khác hoặc những video khác là về, thứ nhất là gieo hạt Aerio nè, rồi trộn đất nè, rồi chọn chậu nè, điều kiện ánh sáng này kia cũng đã chia sẻ ở trên group rồi, nhưng mà chắc là làm video thì các bạn mới bạn sẽ dễ dàng tiếp cận tốt hơn. Với lại đôi khi em cũng muốn chia sẻ nói chuyện trên video để nó vui hơn á. Tạm biệt mọi người ha. À em nói nữa là nhiều khi, tại vì thực ra em cũng mới chơi xương rồng được hai năm mấy nay thôi, thì cũng còn nhiều cái kinh nghiệm còn thiếu lắm, có nghĩa là thiếu sót nhiều cái kinh nghiệm á. Nếu như mà những cái thông tin nào trong video các bạn cả xem mà các bạn thấy là có thể góp ý, hoặc là các bạn có thể chia sẻ thêm thì các bạn có thể bình luận, hoặc là các bạn có thể nhắn nhắn tin riêng cho em ha, Facebook là Annie's Garden. Tạm biệt mọi người ha, bye bye.